cái hạnh lành, hay là 10 cái công đức, hay là 10 cái việc thiện của người Phật tử cần phải làm. Đức Phật Ngài nói cái người Phật tử đại gia cần phải dung bồi, cần phải tôn đạo nhiều những cái việc lành này. Thứ nhất là gì? Là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là tham thiền. Thứ tư là cung kính. Thứ năm là phục vụ. Thứ sáu là thính pháp. Thứ bảy là thiết pháp. Thứ tám là cải tạo tri kiến. Thứ mười là chúng ta phải hồi hướng công đức. Như vậy 10 cái hạnh lành này chúng ta cần phải làm. Ai làm nhiều chừng nào thì người đó được phước báo nhiều. Ở trong 10 cái hạnh lành này chúng tôi vừa kể qua thì quý vị thấy có một cái hạnh lành là thính pháp. Như vậy quý vị đi chùa nghe pháp hay là mở băng nghe pháp, chúng ta nhớ rằng ngoài cái việc mà chúng ta học hỏi ra, học hỏi Phật pháp ra, nó còn có một ý nghĩa nữa là gì? Là một cái hạnh lành chúng ta cần phải tu tập, cần phải tôn đạo. Vì vậy mà nếu như quý vị đi chùa hoặc là mở cái băng pháp ra, quý vị nghe mà quý vị nói cái này mình nghe rồi, mình không muốn nghe nữa, đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Sai là ở chỗ nào? Mình nghe rồi là đúng với phương diện là mình học Phật pháp thôi. Nhưng mà sai ở cái chỗ là cái này là hạnh lành, mình cần phải làm nhiều nào. Cho nên mỗi lần nghe pháp là được phước báo. Ai nghe pháp là người đó có phước, phước báo. Cái phước của cái sự tinh tấn ngồi nghe. Cái bài pháp này quý vị nghe rồi, quý vị ngồi quý vị nghe lại, cái tâm quý vị quan hỷ trong cái việc lành này, quý vị sẽ được thêm phước báo. Cho nên ai càng ngồi nghe pháp nhiều chừng nào thì càng có phước nhiều. Nhớ cái điều này, chứ đừng có nói sư ơi cái bài này con nghe rồi, con không muốn nghe nữa, con đi ra ngoài thì sẽ mất phước đó, không có phước. Mọi người ta nghe rồi nhưng mà ta ngồi ta nghe nữa, ta nghe pháp giống như là bố thí vậy. Hôm qua mình bố thí rồi, đi chùa cũng dường rồi, nhưng nếu hôm nay mình có điều kiện gặp được cái dịp, mình tiếp tục bố thí cũng dường. Hai bố thí cũng dường nhiều nào đời sau sẽ có phước nhiều chừng đó. Hôm nay mình hành thiền rồi, ngày mai tiếp tục hành thiền. Hôm nay mình niệm Phật rồi, ngày mai tiếp tục niệm Phật. Ai niệm Phật nhiều chừng nào thì phước nhiều đó. Hôm nay mình nghe pháp rồi, nếu mà có cái dịp mình nghe pháp nữa thì mình phải nghe nữa. Đó là cái đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị để cho quý vị có cái sự quan hỷ rằng là nếu như trong những cái lời giảng của chúng tôi mà đâu đó quý vị có nghe rồi, đi chùa này chùa nọ, quý vị đi chùa rất là nhiều rồi, được nghe nhiều giảng sư giảng pháp, thì chắc chắn cũng có thể là những điều chúng tôi nói quý vị đã nghe rồi. Hôm nay quý vị nghe lại thì quý vị nhớ rằng là hãy nghe lại thì công đức nó tăng thêm, cái hạnh lành nghe pháp cần phải tồn tại. Lại nữa, trong cái sự lợi ích của nghe pháp là ngoài vấn đề mà chúng ta nghe các pháp chưa từng nghe thì chúng ta còn có lợi ích nữa là gì? Thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Nhiều khi á, quý vị nghe sư nói thì quý vị nói con biết cái điều này, nhưng mà tự mình nói ra hay là mình thấm nhuần thì chưa. Quý vị hiểu ý của sư nói không? Những cái điều mà sư nói thì quý vị theo dõi được, hiểu chưa hẳn là mình đã thấm nhuần. Mình phải thấm nhuần bằng cách là mình có thể nói pháp cho người khác nghe được, mới gọi là thấm nhuần. Thấm nhuần ở đây tức là mình có thể thực hành và nói những cái điều mà quý vị hiểu và thấm nhuần, nói cho người khác nghe họ hiểu và thực hành được thì mới gọi là thấm nhuần. Còn nhiều khi sư nói đến đâu quý vị hiểu đến đó, sư nói đến đâu quý vị biết đến đó, quý vị nói trời ơi cái này con nghe rồi, mình nghe để cho mình thêm thấm nhuần. Đó là cái lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị, chúc quý vị nghe pháp trong cái sự hoan hỷ tinh tấn, không có cái sự giả dụi mệt mỏi buồn ngủ. Bởi vì nghe pháp nó cũng khó nghe lắm. Cái tiền thiên tật của mình á là hôn trầm thủy miên, ngủ nhiều, ưa thích cái điều vui. Còn pháp của Đức Phật á thì sao? Hướng chúng sanh đưa đến cái sự ly tham. Mình thì thường vui trong tâm tham nhiều lắm. Chỗ nào mà cái tâm mình nó dính mắc, nó thích thú là mình cảm thấy không có buồn ngủ mà mình thấy khỏe nữa. Còn cái chỗ nào mà tâm mình nó giả dụi, nó ly tham,
là bắt đầu mình cảm thấy mệt mỏi. Tại vì mình quen ở trong cái tâm tham rồi. Mình đi chỗ này chỗ kia mình thấy vui không? Vui, mình đi hoài thấy mệt. Mà nhiều khi vào chùa á, mình ngồi thiền chút, mình nghe kinh chút, mình thấy nó buồn. Cái đó mệt. Mà pháp Đức Phật á, thì Ngài dạy chúng ta phải tìm cái an lạc ở trong cái sự đi tham. Chút xíu chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thấy. Thường á, thì cái hạnh phúc của thế gian người ta cứ nói được á là vui, mất á là buồn. Cái nào mà thỏa mãn cái lòng của mình á thì mình thấy mình hoan hỷ. Thí dụ như ai khen mình là mình vui, mình được lợi là mình vui, mình được quyền chức là mình vui. Đó là những cái pháp đời á. Còn ngoài ra là mình thấy khổ. Tức là mình có niềm vui ở trong tâm tham. Những điều mà chúng tôi nói là quý vị đang có niềm vui trong tâm tham. Ở trong kinh có một đoạn Đức Phật Ngài dạy rằng là vị đệ tử gọi là ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Cái đoạn kinh này nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ly dục, ly ác bất thiện pháp, tức là mình không có ham muốn, rồi mình cũng không có thích làm ác, từ thân, từ khẩu, từ ý. Ác bất thiện pháp tức là những cái thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, mình ly đó. Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, tức là một cái trạng thái vui trong lòng mình, nó phát sanh do ly dục sanh. Mà mình nói dùm tiền chưa có cái này. Mình là do cái gì? Do dục sanh, do tham mà sanh ra không à. Hãy muốn có niềm vui là dễ lắm. Bắt bao lì xì ra lì quý vị, xì quý vị 100.000 người thấy vui vậy. Thấy không? Bây giờ không tin bây giờ ai có chừng triệu mấy bỏ ra bao lì xì mỗi vị 100.000 lì xì thấy hỏi vui không? Vui, vui quá xưa, vui quá. Tức là mình vui trong tâm, không thấy không? Thấy không? Tức là mình bây giờ mình phải tìm một cái niềm vui ở trong tâm ly tham. Mà tức là Ngài nói mà tại mình chưa tìm ra. Dần dần quý vị sẽ tìm ra. Giống như chúng tôi nói như thế này để quý vị hiểu. Giống như mình đang ở cái nơi phố thị đô hội vui vẻ, nhưng mà một ngày đó mình cảm thấy nó mệt mỏi, những cái tiếng ồn ào, khi mình vào cảnh thiền thôi mình thấy cái sự thanh tịnh yên lặng, mình thấy an lạc không? An lạc. Cái sự đập cư của con người vậy. Quý vị thấy được cái sự nguy hại của tiền của tài sản vật chất. Một ngày đó mình thấy cái sự mà mình không có nhiều cái thứ đó, mình không dính mắc nhiều đó thì mình cảm thấy an lạc. Tại vì cái tâm của mình á là tâm tham, mà không khéo là mình cứ dính mắc đó thì mình sẽ khổ ngay. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cái bài pháp là hai cái niềm vui. Thứ nhất là niềm vui chánh pháp, thứ hai là niềm vui cuộc đời. Dựa vào câu kinh Pháp Cú là nay vui đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Đầu tiên là vui thấy mình làm phước, sau đó sanh về thiện thú vui hơn. Như vậy nay vui thì chúng tôi gọi đây là cái vui của sự tạo hỷ. Đời sau vui là cái vui hậu hỷ. Hay còn gọi cách khác nữa là gì? Nay vui đời sau vui thì cái vui thứ nhất á là cái vui tạo phước. Cái vui thứ hai là cái vui gì? Vui hưởng phước. Đúng rồi. Cái vui tạo phước là sao? Tức là thân quý vị làm lành, khẩu quý vị nói lành, ý quý vị nghĩ lành thì mới gọi là vui tạo phước. Còn khi cái quả trổ đến mình bởi những cái việc làm lành từ thân khẩu ý đó thì cái vui đó gọi là vui hưởng phước. Cái người mà tạo, cái người mà vui cái vui mà tạo phước á là được gọi là tâm thiện thọ hỷ. Mình có tâm thiện trong lòng mình mà mình có cái sự vui. Cái ngày như hôm nay quý vị thì ngồi nghe pháp thấy vui không? Vui. Thì cái vui này gọi là vui gì? Tâm thiện thọ hỷ. Thọ hỷ là cảm thọ mà vui, gọi là thọ hỷ. Mà tâm thiện là tâm lành, lúc này không có ác. Lúc này có nghĩ hãm hại ai không? Không. Lúc này có nghĩ giận người này người kia không? Không. Mình đang tập trung nghe sư nói mà rõ ràng cái tâm này tâm thiện nè. Còn nếu như không phải lúc nào mình nghĩ giận người này, hờn người kia, quán người nọ, rồi trách móc,
là lầm thầm ở trong bụng rồi trù người này chửi người nọ là không bằng là đó là tâm gì, tâm bất thiện, tâm ác. Còn này là tâm thiện mà vui, có những cái tâm thiện mà nó không vui, có những lúc mình không có hại ai nhưng mà tâm mình nó không có vui, nhưng mà tâm thiện này vui. Cho nên nghe pháp là một cái tâm thiện mà vui được gọi là niềm vui trong khi làm thiện. Sau này cái quả trổ ra gọi là mình có cái niềm vui thứ hai là cái phước nó trổ ra cho mình ấy. Thì cái phước này gọi là tâm quả thiện. Cho nên cái người mà bố thí chẳng hạn như quý vị bố thí cho người khác, chẳng hạn chút xíu nữa quý vị cúng dường cho sư đi, ví dụ vậy, thì quý vị đang là cái người tạo phước, thì quý vị vui là niềm vui, là niềm vui gì? Tâm thiện thọ hỷ, vui trong cái sự tạo phước. Sau này cái tài sản nó phát sanh ra đời sau, quý vị giàu có nhiều tiền của tài sản vật chất. Theo cái định lý nhân quả Đức Phật nói, ai bố thí cúng dường đời sau sanh ra sẽ có nhiều tiền của tài sản vật chất, thì cái đó là quả thiện cái trổ cho mình. Thì cái người lúc đó sẽ vui trong cái sự trổ phước đó là vui trong tâm quả thiện, tức là niềm vui của sự hưởng phước. Nhưng mà trong khi mình vui trong cái niềm vui hưởng phước á, mà mình không khéo á, cái tâm của mình dính mắc á, thì nó sẽ chuyển sang một cái tội tâm khác. Quý vị biết tâm gì không? Tâm tham. Đúng rồi. Cái tâm quả của sự hưởng phước nó rất dễ dàng chuyển qua cái tâm tham. Mà tâm tham thuộc loại tâm gì? Bất thiện. Tâm tham bất thiện. Thì lúc đó cái niềm vui này nó không phải là niềm vui trong chánh pháp nữa, mà nó sẽ biến thành cái niềm vui đau khổ. Cái niềm vui có sự đau khổ. Cái bài pháp hôm nay là chúng tôi giới thiệu đến quý vị hai cái niềm vui. Thứ nhất là niềm vui trong chánh pháp, là cái niềm vui trong tâm thiện, hay gọi là niềm vui tạo phước. Khi mình làm phước là mình vui thì gọi là cái người đó gọi là có niềm vui trong chánh pháp. Thứ hai là khi cái phước trổ ra cho mình thì mình có một cái niềm vui nữa, đó là niềm vui cuộc đời. Chẳng hạn như đời này bố thí cúng dường làm phước nhiều, đời sau sanh ra có sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, có đầy đủ tài sản vật chất. Thử hỏi quý vị vui không? Vui. Thì cái niềm vui là vui của quả lành. Cái niềm vui được gọi là niềm vui của cuộc đời. Nhưng nếu như mình dính mắc ở trong cái niềm vui đó thì cái sự dính mắc đó nó biến thành cái tâm tham, nó sẽ thành ra cái khổ đau của cuộc đời. Cho nên ở trong kinh có một cái đoạn kinh văn Đức Phật Ngài giảng rằng cái ngũ trần nó có cái vị ngọt tức là quả lành, nhưng mà nó có cái sự nguy hại nếu chúng ta không khéo tỉnh giác, chúng ta không biết vô thường khổ não vô ngã, không biết mình thì đương nhiên bị cái ngũ trần nó lôi cuốn mình, cái vật chất nó ngự trị lấy mình. Ở trong ngạn ngữ của người Khmer ta có một câu: tiền bạc nếu như mình biết sử dụng á thì mình là chủ nó, còn nếu như mình không biết sử dụng á thì nó chủ mình. Câu ngạn ngữ rất là đơn giản nhưng mình ngẫm nghĩ rất đúng. Nếu mà mình biết làm khéo sử dụng á,